Bộ Công Thương vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối trên cơ sở thực hiện theo quyết định thanh tra của Bộ trưởng Bộ Công Thương với 33 thương nhân đầu mối tại ba miền. Theo đó, tại kết luận do lãnh đạo thanh tra Bộ Công Thương ký ban hành về chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu tại 11 doanh nghiệp đầu mối phía Nam, cho thấy một số doanh nghiệp đã báo cáo chưa đúng về tình hình thực tế kho chứa xăng dầu. Báo cáo cũng chỉ ra năm 2021, khi chưa có thay đổi quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, một số thương nhân đầu mối chỉ đảm bảo số lượng về thương nhân nhận quyền mà không ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ, tức là không đáp ứng quy định.